À, xin chào tất cả các em à, hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái video tiếp theo sau khi chúng ta đã nghiên cứu về các cái à, điểm lý thuyết trọng tâm của cái phần quan hệ thứ tự trong video trước thì à, thầy đã tóm à, tắt lại một số các cái à, vấn đề lý thuyết không? của cái phần quan hệ thứ tự trong đó nó có những cái điểm lý thuyết sau đây mà chúng ta cần phải lưu ý cái thứ nhất đó là cái định nghĩa à, thế nào là quan hệ thứ tự các bạn nói chưa nào Đấy, định nghĩa À, quan hệ thứ tự đó à, thì trước hết nó là một cái quan hệ hai ngôi trên một cái tập hợp cho trước và cái quan hệ thứ tự đó à, và cái quan hệ đó nó thỏa mãn ba cái điều kiện đó là cái à, tính phản xạ, cái tính phản xứng, à, à, phản xứng và cái tính bắt cầu. Đây một cái quan hệ hai ngôi trên một cái tập hợp cho trước mà nó thỏa mãn ba tính chất này thì nó sẽ là một cái quan hệ thứ tự trên cái tập hợp đó. Cái à, vấn đề thứ hai mà các bạn lưu ý trong cái phần lý thuyết phân hệ thứ tự đó là cái à, các cái lọa phần tử, ha, các cái lọ phần tử ở trong một cái tập được sắp thứ tự cho trước. Thế thì à, các cái lọa phần tử mà chúng ta thường hay gặp ở trong cái phần này đó chính là phần tử lớn nhất, à, phần tử nhỏ nhất. Nào? À, thế nào được gọi là phần tử lớn nhất của một cái tập hợp được sắp thứ tự? rồi thế nào là một phần tử nhỏ nhất của một cái tập được sắp thứ tự, à, rồi cái à, loại à, phần tử thứ hai đó là phần tử tối đại và phần tử tối tiểu, à, tối đại và tối tiểu, à, thế nào gọi là tối đại và thế nào gọi tối tiểu, rồi chúng ta có những cái khái niệm à, về những cái loại phần tử như là phần tử à, chặn trên, à, chặn trên và phần tử chặn dưới dưới của một cái tập hợp con của một cái tập được sắp thứ tự cho trước, được không? Thế thì trong những cái trường hợp Và những cái phần tử mà những cái tập mà phần tử gồm những phần tử chặn trên và chặn dưới của một cái tập con của một cái tập sắp thứ tự mà nếu như nó có những cái uh, phần tử lớn nhất hoặc là cái phần tử uh, nhỏ nhất tương ứng, ví dụ như chặn trên nhưng mà nó có phần tử nhỏ nhất, rồi cái tập các phần tử chặn dưới uh, nó cũng có phần tử lớn nhất thì những cái phần tử trạng à, trên nhỏ nhất và những cái phần tử trạng à, dưới lớn nhất đó người ta gọi nó là các cái supremum và các cái infimum của các cái tập con của một cái tập được sắp thứ tự cho trước để cho nào đấy đây là những cái à, cái phần tử mà nó rất là quan trọng trong một cái tập à, được sắp thứ tự rồi thế thì à, ngoài cái phần này ra thì chúng ta còn có một cái lọ, à, một cái điểm lý thuyết nữa đó là cái vấn đề mô tả Mô tả hay là biểu diễn ha? À, Một cái tập sắp thứ tự Hữu hạn Một cái tập sắp thứ tự hữu hạn à, Thế thì với một cái tập được sắp thứ tự hữu hạn á à, Một tập sắp thứ tự hữu hạn Thì bao giờ nó cũng được mô tả bằng một cái Cái biểu đồ hash à. Được chưa? À, một cái biểu đồ hash thì thì cái phần này thì chúng ta sẽ bắt gặp ở trong cái bài toán à, liên quan về cái phần bài tập của cái vấn đề này luôn và hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái bài tập mà xoay xung quanh những cái vấn đề này ha rồi chúng ta ngoài cái chuyện mà một cái à, một cái tập hợp mà được sắp thứ tự ấy, thì thì nó có những cái trường hợp ví dụ như là những cái tập hợp sắp thứ tự theo nghĩa toàn phần toàn phần có nghĩa là mọi phần tử nó có thể là quan hệ thứ tự với nhau được hết hoặc là gì à, Giữa hai phần tử bất kỳ à, thì đều tồn tại à, cái phần tử này có thể quan hệ thứ tự với phần tử kia được hoặc ngược lại ha. À, tuy nhiên không phải cái tập hợp nào nó cũng có cái quan hệ thứ tự toàn phần. À, mà những cái trường hợp là nó tồn tại những cái cặp phần tử mà nó không có quan hệ được với nhau theo cái quan hệ thứ tự đó. Thì người ta gọi nó những quan hệ thứ tự đó là quan hệ thứ tự bán phần nha, yeah, bán phần. Rồi chúng ta có cái quan điểm về cái à, tập mà được sắp thứ tự tốt. ha tập sách thứ tự tốt là những cái tập mà hợp mà nó à, nó có những cái tập mọi cái tập con ở trong đó đều có cái phần tử nhỏ nhất. À, đấy. À, tất nhiên rằng là những cái đó là những cái kiến thức bổ sung. À, trọng tâm của cái phần lý thuyết về cái quan hệ thứ tự là những cái vấn đề này. Các bạn phải nắm cho vững về mặt lý thuyết, đúng không nào? À, các bạn lưu ý à, trong cái định nghĩa của cái quan hệ hai ngôi đó thì thì hai các phần tử là khi nó quan hệ với nhau trên cái quan hệ thứ tự à, trên cái quan hệ đó thì nó không có cái quan điểm rằng là nó có tính giao hoán à, các bạn phải để ý. ví dụ như a nó quan hệ r với cái phần tử b thì chưa chắc rằng b nó quan hệ r được với phần tử a đây là cái điểm mà thầy nhắc tới nhắc lui trong cái phần lý thuyết à, cho nên khi tôi, các các bạn viết à, các bạn viết các cái thứ tự của các cái phần tử trong này là phải viết cho nó đúng à, viết cho nó đúng cái nào trước cái nào sau nó giống như, như vector vậy đó nè rồi À, bây giờ ta sẽ đi ngay vào các cái bài tập của cái phần quan hệ thứ tự thôi. Vì cái phần lý thuyết thầy đã giới thiệu ở trong video trước nó khá là cụ thể rồi. À, bây giờ ta qua ngay cái bài tập đầu tiên. Ở đây người ta cho chúng ta một cái tập hợp khác rỗng A à, và R là một cái quan hệ hai ngôi trên cái tập hợp A đó. Và người ta yêu cầu chúng ta chứng minh rằng R nó nếu như nó vừa là một cái quan hệ à, có tính chất đối xứng mà vừa có tính phản xứng À, khi và chỉ khi là với mọi cái phần tử x y thuộc a đó thì nếu như x mà quan hệ r với y thì suy ra được x sẽ bằng y thì cái việc chứng minh này nó khá là đơn giản à, bây giờ ta sẽ chứng minh cái chiều suy ra trước à, cái chiều suy ra trước có nghĩa là người ta giả sử à, cái quan hệ r ở đây nó có cái tính đối xứng và cái tính phản xứng thế thì khi đó Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng là với mọi x y thuộc A ha? À, với mọi x y thuộc A à, Và x r, y. Bây giờ ta sẽ chứng minh x bằng y Thế cái điều này nó rất là dễ Vì sao vậy? Đầu tiên là do r nó có tính đối xứng à, Cho nên x mà r y đó à, x mà r y thì suy ra được y chắc chắn sẽ r đúng chưa? Đầu tiếp tục do cái r nó có tính phản xứng nên x r y mà y nữa thì từ hai cái điều này ta hoàn toàn có thể suy ra được là x bằng y theo định nghĩa của tính phản xứng à, như vậy là ta đã chứng minh xong cái chiều suy ra nha bây giờ cái chiều ngược lại cái chiều ngược lại đó là giả sử à, cái quan hệ r của chúng ta nó thỏa mãn cái điều kiện này à, giả sử cái r nó thỏa điều kiện à, thỏa điều kiện là vương bỏ xy thuộc vào trong cái tập a à, nếu như xri thì suy ra được không? À, x sẽ bằng y giả sử như nó thỏa điều kiện này bây giờ các bạn sẽ chứng minh cho thầy rằng là chứng minh cái quan hệ r này nó có tính đối xứng và có tính phản xứng là sao không? À, giờ chứng minh phản à, đối xứng như sau à, chứng minh đối xứng chứng minh r có tính đối xứng à, đấy. thế để chứng minh r có tính đối xứng thì các bạn lấy là vương mùa xy mà thuộc vào trong A Và XR Bây giờ các bạn sẽ chứng minh Y nó sẽ R y. Nhưng mà theo cái giả thiết ấy, Thì ta suy ra được à, Suy ra là X sẽ bằng Y Cái này theo giả thiết à. Mà X bằng Y thì các bạn thay vô đây À các bạn thay vô đây à. Cho nên là gì X mà nó đã bằng Y rồi Thì X sẽ R với X Mà XR với X thì đồng nghĩa X nó cũng sẽ R với X à. Đây Như vậy là gì Suy ra được rằng là thay cái x này cái y này bằng cái x vô đây. ha, 2. x sẽ r x và nhớ cái x này chính là y đúng không? Đấy, mà x với x này nó bằng nhau cho nên là à 2. y nó cũng sẽ r x. Được chưa? Vì cái x này nó cũng chính là bằng y mà cho nên cái y này ta xem như đây là y. Đúng chưa nào? Đấy. Do đó rằng là gì? à suy ra được. R nó có tên được sẵn. Vì nó trùng nhau mà hai phân tử nó trùng nhau rồi, đúng không? rồi tiếp tục là chứng minh nó phản xứng à, chứng minh phản xứng là gì R có tính phản xứng à, đó là giả sử với mùa xi thuộc vào a mà xri và irx tuy nhiên theo cái giả thiết á, chỉ cần xri thôi thì đã suy ra được x bằng y rồi chứ không cần nhắc thiết qua irx nữa à, cho nên hiển nhiên nếu như nó có hai cái điều này thì hiển nhiên cũng sẽ suy ra được X bằng Y. Và do đó, à, r à, nó có cái à, tính phản xứng. Hả? Các bạn rõ chưa nè? Đây, nó có tính phản xứng. Rồi, như vậy là chúng ta đã, đã chứng minh được cái bài đầu tiên. Nó khá là đơn giản, phải không nè? Đây là cái bài số 1. Bây giờ tiếp tục ta sẽ qua cái bài tập số 2. À, đây là một bài tập mà nó khá là gì cả? Nó khá là tổng hợp. Tại sao nó tổng hợp? Vì lý nó đi xuyên suốt toàn bộ các phần lý thuyết của chúng ta. À, tất cả những cái điểm lý thuyết trọng tâm nó đều xuất hiện trong cái câu số 2 này. Ở trong cái bài số 2 này cụ thể người ta cho như thế này là cho một cái tập hợp X. Nó gồm có các phần tử là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Đây là những cái số tự nhiên đúng không ạ? Và à, một cái quan hệ R trên cái tập hợp X này nó được định nghĩa như sau. Đây. À, một cái phần tử X và một cái phần tử Y là thuộc X mà x r y khi và trước khi x là ước của y. Hay à, nói một cách khác, y là cái số chia hết cho x. Bỏ này. À, y là một số chia hết cho x. Rồi bây giờ à, người ta yêu cầu chúng ta phải làm cái câu đầu tiên là chứng minh rằng cái quan hệ r mà ta trình bài thế này nó là một quan hệ thứ tự của x. Được chưa? Quan hệ thứ tự trên x. Rồi tiếp theo là câu b người ta yêu cầu là chứng minh à, người ta hỏi là R này nó có phải là quan hệ thứ tự tồn phần hay là bán phần không à, rồi câu c là tìm các phần tử nhỏ nhất lớn nhất tối thiểu tối đại của x nếu có và câu d là vẽ cái biểu đồ hash, à, của cái tập thứ tự xr tương ứng được chưa nào rồi à, ta sẽ đầu tiên là ta sẽ giải quyết các câu a trước nhé Đấy. Cái câu A thì thầy nghĩ rằng là cái việc chứng minh nó đơn giản thôi. Đầu tiên là ta sẽ chứng minh cái tính phản xạ trước nha. À, các bạn chứng minh tính phản xạ. Tính phản xạ là gì? À, bây giờ các bạn lấy mò cái phần tử x thuộc x. Rõ ràng x thuộc x thì x nó sẽ rơi vào những cái phần tử này này. Đó, nó là những cái số tự nhiên này này. Thì hiển nhiên là gì? À, thì suy ra hiển nhiên x chắc chắn sẽ là ước của x. Đúng không? X chắc chắn sẽ là ước của x. Chắc chắn nó chính là ước của chính nó. Vì nó chia chính nó là bằng 1 đã cho nên là gì à, uh, cho nên là gì nên r có tính phản xạ cái này là hiển nhiên à. rồi bây giờ ta kiểm tra cái tính phản xứng à, tính phản xứng tính phản xứng là gì với mọi x y thuộc vào x mà uh, sao cho x r y và y r y như vậy theo cái định nghĩa của quan hệ à, R thì ta sẽ có x sẽ là ước của y và đồng thời y cũng sẽ là ước của x à, một cái số tự nhiên mà nó vừa là ước của cái này mà à, ước của y mà vừa là lại chia hết cho cái y đó à, như vậy chứng tỏ rằng nó phải bằng nhau thôi x nó buộc phải bằng y thôi vì đây là những cái số tự nhiên mà đúng không chỉ trừ cái trường hợp là con số không này thì nó hơi đặc biệt một tí chỉ có con số 0 là chia hết cho chính đó thôi chứ nó không có cái số nào mà chia được cho nó cả này, nó hơi đặc biệt tí rồi như vậy ở đây nó chắc chắn nó sẽ có tính phản xứng nghĩa là từ đây ta suy ra được R có tính phản xứng được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn tới tính chất bắt cầu tính chất bắt cầu thì cũng đơn giản thôi ta lấy ba phần tử x, y, z tùy ý thuộc vào trong X và giả sử nó thỏa mãn hai điều kiện là xri và đồng thời là y, R, x à, R, z, nha thế thì theo giả thiết thì ta sẽ suy ra được rằng là x sẽ là ước của y và đồng thời y cũng sẽ là ước của z à, x ước y và y ước z thì hiển nhiên rằng là x phải là ước của z đó, à, vì cái anh chàng Z này anh chia hết cho y mà à, nhưng mà y thì lại chia hết cho x nhưng mà chắc chắn là Z cũng sẽ chia hết cho x phải không nào đấy à, cho nên rằng là suy ra được à x ra Hay nói cách khác cái quan hệ r đây nó là một quan hệ thứ tự. À, nó là một quan hệ thứ tự. Như vậy nó đảm bảo ba tính chất của chúng ta. Rồi, như vậy thầy đã giải quyết xong câu a. Bây giờ ta bàn tiếp tới câu b. Câu b ở đây người ta hỏi rằng là cái quan hệ r này nó có phải là quan hệ thứ tự toàn phần hay không hay là quan hệ bán phần. À. Thế thì quan hệ thứ tự toàn phần là gì? À toàn phần là gì? toàn phần có nghĩa rằng là mọi cái cặp (x, y) thuộc X thì suy ra được (x, r, y) hoặc là (y, x) đó nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện này, có đúng không? Đấy, à, thì nó gọi là quan hệ thứ tự r như thế người ta gọi là quan hệ thứ tự toàn phần. Thế ta coi thứ điều đó nó có đúng trong cái cái trường hợp này không? À, thì xin thưa rằng là chắc là nó không đúng đâu, vì lý do sao? Các bạn có thể thấy rằng là trong cái tập hợp các các phần tử của x này, nó có những cái phần tử mà nó không thể nào là ước của nhau được. À, ví dụ như là thầy lấy đơn giản chẳng hạn như các bạn thấy con số 30 với con 40 này này. À, thầy lấy đơn giản như hai con số đó. Thì đó ràng cái con số 30 này nó không thể là ước của 40 được vì 40 nó đâu có chia hết cho 30 đâu. Và ngược lại 30 này cũng đâu có chia hết cho 40 đâu. À, như vậy là nó không có đảm bảo được cái tính chất này. À, cho nên là cái quan hệ tự này nó không phải là quan hệ tự toàn phần mà nó là quan hệ thứ tự bán phần. À, như vậy là cái câu B này các bạn chỉ cần chỉ ra một cái, một cái cặp phần tử nào đó mà nó vi phạm cái tính chất này thôi. Thì lập tức nó sẽ thành quan hệ bán phần ngay. Đó không? Đây, như vậy là ở đây ta sẽ trình bày ra được à, à, do do 30 à, nó không phải là ước của 40. Ước của 40. Đó. Và 40 cũng không phải là ước của 30. À, là ước của 30 rồi cho nên cái xr này à, nó là một cái tập à, sắp thứ tự bán phần thứ tự bán phần à, bán phần chỉ một một ít thôi à, một 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 số trong đó thôi chứ không phải là tất cả đều có quan hệ thứ tự với nhau được gọi này à, nó có những cái phần tử có quan hệ với nhau một số cái không có Đấy, được chưa nào? Rồi như vậy là ở đây chúng ta sẽ uh, giải quyết uh, nấu à, đã giải xong cái câu b đúng không? Bây giờ ta giải quyết cái uh, câu c nè. Câu c là ta phải chỉ ra chỉ ra trong cái tập x này uh, những cái phần tử đặc biệt của nó gồm có phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất, phần tử tú tiểu, phần tử tú đại của x. Thế bây giờ thầy sẽ trình bày à phần tử nhỏ nhất là gì? À nhắc lại lý thuyết trước này. Nhắc lại để quay này, ha. À, rồi trong một cái tập hợp A cùng với một cái quan hệ thứ tự R thì đó. Thế thì một cái phần tử a thuộc A à cái phần tử a này nó được gọi là phần tử nhỏ nhất. Khi và chỉ khi À nó thỏa điều kiện sau đây này. À mọi x thuộc A thì cái phần tử A này nó sẽ quan hệ thứ tự R với phần tử X đó à, A R X. Đó. Hay nói một cách khác. Chúng ta có thể viết là, là A R X với mỗi X thuộc A cũng được. Chẳng sao cả. Nha. Đấy. Thế thì. Ở đây à, là cái phần tử A này là R với X nhé. A là R với X. Chứ không phải là X R với A nhé. Đấy. Như vậy các bạn để ý. Ở đây thầy sẽ viết cái chữ mỗi X thuộc A nó ra phía sau này trong cuộc vẽ hợp lý. Đó. Mỗi X thuộc A được chưa? À, a được gọi là phần tử nhỏ nhất của cái cái tập sắp thứ tự a này khi và chỉ khi rằng là a, a r x với mọi x thuộc a, Đấy. thì nó gọi là phần tử nhỏ nhất. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có à, a là phần tử lớn nhất, à, thì nó nó ngược lại cái này thôi. Có nghĩa rằng là x sẽ r với a à, với à, mọi x thuộc a. Như vậy là trước hết là nó phải có quan hệ thứ tự với tất cả các phần tử khác ở đó này. Cái thứ hai nữa là gì? À, ARX hay là XRA mà thôi thì nó sẽ sinh ra cái 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 khái niệm tương ứng cho cái phần tử nhỏ nhất hay lớn nhất. Thế bây giờ các bạn nhìn vô trong cái bài toán trong này Chúng ta phải giải quyết các vấn đề đó là trong các các phần tử như 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 này thì các phần tử nào nó là ước đấy ví dụ như trong này nè ARX như vậy là A sẽ là ước của x với mỗi x thuộc A mà đúng không à, như vậy trong bài toán này áp dụng vô thì ta thấy rằng là mọi phần tử trong x thì cái phần tử nào là ước của mọi phần tử trong x này. Có không? Đó. Thì các bạn để ý rằng là trong cái tập này này nó có một cái phần tử đó là con số 5. Và đó rằng con số 5 này nó là ước của mọi cái con số còn lại. À. Được chưa? À? À, còn những con số khác thì có không? Có phải không? Ví dụ như con 10 này có được không? Không được. Con số 10 này nó không phải là ước của 5. Đúng không? Đấy. Như vậy trong này nó chỉ có một con số duy nhất mà nó thỏa cái điều kiện đó thôi, đó là cái còn số 5. À như vậy ở đây ta có là 5. Nó là ước của x với mùa x thuộc x. Đúng chưa? À? à cho nên suy ra được. 5 này chính là cái phần tử nhỏ nhất. À một khi nó đã là phần tử nhỏ nhất thì nó sẽ là duy nhất, nó không thể có phần tử thứ hai được. À các bạn nhớ như thế nhé. À, nó không thể có phần tử thứ hai được. Phần tử nhỏ nhất nếu có là duy nhất. À như vậy năm sẽ là phần tử nhỏ nhất à, rồi tiếp tục à, đây là của a nha của xr đấy, đấy cái tập chúng ta đang sát là x chứ không phải là a nha rồi tương tự như vậy bây giờ các câu cái 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 phần tử lớn nhất thì các bạn tìm coi thử rằng là có cái phần tử nào mà nó chia hết cho mọi phần tử còn lại không hay nói cách khác là mọi phần tử còn lại đều là ước của nó không à, mọi phần tử còn lại hay nói là mọi phần tử của a đều là ước của của các phần tử a này? thì áp dụng vô trong đây thì có không thì các bạn nhìn vô trong tất cả các các phần tử trong này này có một con số rất là đặc biệt đó chính là con số không vì con số không này nó có thể chia hết cho tất cả mọi con số còn lại các bạn thấy chưa như vậy ở đây ta sẽ có ngay uh, x sẽ là ước của không uh, à, với mọi x thuộc x cho nên ta suy ra được cái con không này chính là phần tử lớn nhất của cái tập sắp thứ tự xr được chưa đấy à, như vậy là ở trong bài toán này phần tử nhỏ nhất và lớn nhất của tập hợp ấy là tồn tại à, ngoài ra ở trong cái phần lý thuyết trong video trước thầy cũng đã nhấn mạnh một cái định lý rất là quan trọng đó là gì à, nếu như một cái tập sách thứ tự mà nó tồn tại phần tử nhỏ nhất và phần tử lớn nhất à, thì đồng nghĩa với gì đồng nghĩa với nó cũng sẽ có phần tử tối tiểu và phần tử tối đại tương ứng duy nhất và phần tử tối tiểu phần tử tối đại đó nó cũng chính là phần tử nhỏ nhất phần tử lớn nhất tương ứng đúng không cho nên tới đây các bạn sẽ suy ra luôn nha à, suy ra vậy à, cái con số 5 này nó cũng chính là phần tử tối tiểu duy nhất của x được chưa và cái con số 0 này nó là phần tử tối đại của xr à, tất nhiên rằng là nhờ cái định lý đó À, còn nếu không thì các bạn phải tự tìm ra Thế thì khi các bạn muốn tìm cái phần tử tối tiểu đó, Thì thầy phải nhắc lại một chút À phần tử tối tiểu là gì à, Bây giờ ta cho A và R Là một quan hệ thứ tự trên A Và A là một phần tử của A Thì cái phần tử A này nè Nó được gọi là phần tử tối tiểu Của A Được chưa à, Phần tử tối tiểu của A là phần tử như thế nào à, Nó sẽ thỏa mãn cái tính chất này nè Một cái phần tử thuộc x mà nó thuộc a đây này các bạn nói chưa thì thì x này nó sẽ không thể quan hệ r với a được Đấy, nó gọi là phần tử tối tiểu các bạn rõ chưa đây à, ta sẽ xem lại cái lý thuyết này à, trong video trước thầy đã trình bày phần tử tối tiểu đây một phần tử a được gọi là phần tử tối tiểu của a nếu như mọi phần tử x mà khác a thì x sẽ không quan hệ thứ tự r với a được và nếu như nó có quan hệ thứ tự R với A thì lập tức nó buộc phải bằng A thôi, nó không thể khác được. Được chưa? Tương tự như vậy cho người ta định nghĩa phần tử tối đại. Đó, là gì mọi phần tử x khác A thì A không thể quan hệ R với cái phần tử x đó được. Và nếu như nó có quan hệ được thì buộc nó phải trùng thôi. Đó. Được chưa? Đây là định nghĩa của phần tử tối tiểu. Đây là mọi x khác A nha. Tập phải ghi ra. Chỗ này là mọi x thuộc A. x khác A nhá x khác x không thể quan hệ r với a được thì nó gọi là phần tử tối tiểu đó ví dụ như con số 5 này các bạn thấy không thế con số 5 này rõ ràng á là không có cái phần tử nào mà khác năm mà là ước của năm cả các bạn thấy không có con số nào trong các cái số này mà khác năm mà là ước của năm không chắc chắn là không có đâu đúng không đấy tương tự như vậy đối với phần tử tối đại đúng không đối với phần tử tối đại thế thì, thì có cái phần tử nào mà khác không mà là à, bụi của không không à, à, có nghĩa là chế cho không Đấy. thì xin thưa là không có đâu à, hay nói khác là cái con không này có phải là ước của cái phần tử nào mà khác nó hay không Đấy, thì xin thưa không có con số nào mà chế cho không đâu Nhá, ngoài những cái con số không này ra rồi đó là cái câu à, cụ câu b À, câu C và cuối cùng bây giờ ta sẽ quyết câu D Câu D là người ta yêu cầu chúng ta vẽ lại cái biểu đồ hash của cái tập số thứ tự này Thế thì trước khi vẽ biểu đồ hash thì thầy nhắc lại cái định nghĩa của cái phần tử làm trội trực tiếp Một cái phần tử X và phần tử Y trong đó X, R, R Y Thì người ta bảo rằng là Y là phần tử trội của phần tử X hay là X được làm trội bởi Y và nếu như XRI rồi và thêm điều kiện là không tồn tại bất kỳ một cái phần tử Z thuộc cái tập hợp A này à, Mà sao cho nó thỏa mãn cái điều kiện là à, r z và r à, Đó, nó không tồn tại bất kỳ cái phần tử Z nào thuộc A Khác cái XI nhé, nhớ rằng là Z phải khác X và Z phải khác Y Các bạn nhớ chưa? Nó không có được trùng với Z, X à, và Y Nhưng mà nó thỏa điều kiện này là không bao giờ có những cái phần tử z nào khác. Đó. À, thì lúc này cái phần tử y này này người ta gọi nó là phần tử trụ trực tiếp của x. Đấy. Và một khi y là trụ trực tiếp của x thì lúc này ta sẽ vẽ cái uh, một cái uh, một cái cung định hướng ha, nối từ cái uh, điểm x đến cái điểm y. Đấy. À, thì từ cái chỗ cái cung định hướng này thì ta mới sinh ra cái cái biểu đồ hash vì nó là tập hợp được tạo ra từ các cái cái cung định hướng và các cái đỉnh ha? mỗi đỉnh là ứng với một phần tử của x và cung định hướng là cái cung mà nó nối à, hai cái phần tử x và phần tử trụ trực tiếp của nó rồi như vậy trên cơ sở thì chúng ta phân tích thì ta thấy rằng là à, bây giờ ta sẽ liệt kê tất cả các phần tử mà trụ trực tiếp của nhau này à, thế tôi ở đây các bạn thấy rằng con số 5 này chính là phần tử nhỏ nhất cho nên là à, có lẽ là thầy sẽ viết con số 5 dưới này Đấy để cho nó tiện dễ hiểu phải Rồi, bây giờ các bạn thấy này, con số 5 này trậu trực tiếp của nó là gồm những con số nào? À, trậu trực tiếp có nghĩa là những có con số mà 5 là ước của con số đó và đồng thời không có con số nào khác cái con số tương ứng đây này, nó không có thỏa mãn cái cái phần tử trung gian này, giữa giữa x và y không có phần tử trung gian nào hết. Thế thì ở đây các bạn thấy này, như vậy con số 10 này có phải là con số trậu trực tiếp của 5 không? chắc chắn rồi đúng không? Vì 5 là ước của 10. Và giữa 5 10 không có con số nào khác 5 và 10 mà sao cho 5 là ước của con số đó và con số đó là ước của 10 cả. Các bạn thấy không? Không có con số nào khác đúng không? Tương tự như vậy các bạn thấy các con số tiếp theo là cái con số 15 này. Con số 15 này rõ ràng là không có một con số nào uh, khác 5 và 15 mà sao cho 5 là ước của con số đó và con số đó là ước của 15 cả. Yeah. Đấy, như vậy là đây chắc chắn là trầu trực tiếp Như vậy ta sẽ có cái mũi tay delay Rồi, như vậy là 5, 10, 15 đã được biểu diễn lên nè Tiếp tục các con 20 này được không? Thì xin thưa, mặc dù con số 5 này là ước của 20 đấy Như vậy là giữa 5 và 20 nó có quan hệ đấy Nhưng các con số 20 này không phải là trầu trực tiếp Đơn giản là vì lý do là các con số 10 này Nó cũng là ước 20 à, Nhưng mà 5 cũng là ước của 10 Như vậy chứng tỏ nó vi phạm cái tính trầu trực tiếp Như vậy con 20 này không phải rồi tiếp tục cái con 25. Thế con số 25 các bạn xem có phải là trụ trực tiếp không? Đúng không? Thì rõ ràng con số 25 này tiếp tục nó là một con số trụ trực tiếp của năm. Trụ trực tiếp của năm vì vì à, dưới cái con 25 này chả có con số nào khác nữa đâu. À, như vậy là chỗ này các bạn ghi ra thầy một cái phần tử nữa đó là con số 25. Được chưa? Rồi, như vậy đó là trụ trực tiếp. Thế con số 30 này được không? Con số 30 này cũng không được. Vì à, 10 này nó là ước 30 mà năm lại là ước của 10. Thấy chưa? Cho nên con 30 này không phải là đầu trực tiếp. Rồi con 25 thì đã bị diễn xong này. Nó có con 40 được không? Thì xin thưa con 40 này cũng không được đâu các em vì con 40 này nó cũng chia hết cho 10 này. 10 cũng chia hết cho 5, cho nên không được. Như vậy tóm lại những cái phần tử trụ trực tiếp của 5 đã được liệt kê xong. Rồi, tiếp tục. Bây giờ ta bàn tới cái phần tử trụ trực tiếp của 10. Trụ trực tiếp của 10 thì trên đàn nó có 20, 30 và 40. Đúng không? Thế thì con số 20 này chắc chắn sẽ là con số trụ trực tiếp của 10. Vì rõ ràng 10 này là ước 20 nhá đây con số à, thầy ghi con 20 chỗ này đúng không đó rồi thầy sẽ nối cái mũi tên này đây như vậy là sẽ được con số trụ trực tiếp Rồi, 20 đã ghi chỗ này rồi nha rồi. tiếp tục à, các bạn thấy rằng là cái con số 30 này có phải trụ trực tiếp của 10 không thì xin thưa con 30 này chắc chắn cũng là trụ trực tiếp của 10 đúng không Đấy như vậy các bạn ghi chỗ này cho thầy con 30 30 này là trụ trực tiếp của 10. Đúng chưa? À? Vì à, 30 này chia hết cho 10 hay nói khác là 10 chia hết ước của 30. Nhưng mà gì? Nhưng mà giữa 10 30 này cũng không có con số nào mà nó nó thỏa mãn cái điều kiện này cả. À, nói là x r z và z r này không có. Đúng không? Rồi như vậy con 30 đã biểu thị sau À, tiếp tục tới con 40. Thế con 40 có phải là 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 trực tiếp của 10 không thì xin thưa con 40 này không được vì lý do vì sao vì 40 nó lại chia hết cho 20. Có đúng không? Cho nên 40 là cũng không được. Các bạn thấy chưa? Rồi Tiếp tục Cái con số 15 này Trậu trực tiếp của 15 là có con số nào? Thì trậu trực tiếp của 15 á Thì chắc chắn con 20 này không được rồi Nhưng mà con 30 này là được Vì 30 này nó cũng chia hết cho 15 Được chưa? Như vậy chỗ này ta có cái à, Mũi tên nấu lên đây Ha Rồi à, 25 Thì trên nó có cái con số nào không? Thì, thì không có Không có con số nào mà là mà, mà chia hết cho 25 ở trên này cả Đúng không? trừ con số gì cao từ con số không này thôi đó như vậy là tiền này nó sẽ có con số không là trụ trực tiếp của 20 lần được chưa như vậy ở đây thầy sẽ vẽ mũi tay lên luôn nè được chưa đã ta, ta liệt kê từ từ ra rồi tiếp cái con 40 này thì chắc chắn nó sẽ là trụ trực tiếp của gì cả của 20 à, như vậy là chỗ này đây này, này 30 có uh, trên 30 thì chỉ có con số 0 này thôi không còn con số nào khác trên 40 này cũng có con số 0 này thôi. Được chưa? Đấy, như vậy là cái biểu đồ ở đây là đã được uh, vẽ xong ha. À đây là 2 4 6 8 ha, đây 1 2 3 4 5 6 7 8 đã vẽ xong, được chưa? Đó, như vậy là thầy đã vẽ xong cái à uh, biểu đồ hash thể hiện cái quan hệ thứ tự R New đây Được chưa? À, tất cả những phần tử mà trụ trực tiếp là các bạn phải kiểm tra cho thật là kỹ. Đừng có để nó sai sót cái trường hợp là nó thiếu những cái cung. Mà. Nó thiếu những cái cung mà trụ trực tiếp. Rồi, đó là toàn bộ à, một cái bài toán mà nó khá là tổng hợp. À, xuyên suốt từ cái định nghĩa cho đến các cái loa phần tử. Cho đến cái việc mô tả một cái tập sách thứ tự bằng một cái biểu đồ. À. Rồi, ta sẽ xem xét cái việc giải cái bài toán ở trên theo cái quy trình. Đây, ở đây thầy đã trình bày lại từ câu A, câu B, câu C, câu D nhá à, à, câu A là chứng minh nó quan hệ thứ tự này Được chưa? Đầu tiên là tính phản xạ này Chứng minh tính phản xứng này Chứng minh tính bắt cầu này à, rồi câu B là kiểm tra cái quan hệ thứ tự có toàn phần hay không thì ta thấy nó không có quan hệ thứ tự toàn phân. rồi câu c là đi tính các cái phần tử lớn nhất nhỏ nhất tối đại tối tiểu nha đấy thì ở đây là phần tử không chính là phần tử lớn nhất năm chính là phần tử nhỏ nhất và đồng nghĩa với à, đó cũng chính là phần tử tối tiểu phần tử tối đại đó sau đó ta vẽ lại cái video đồ hash của chúng ta đây được chưa như vậy là trên năm này nó có ba cái phần tử đầu tiếp đó là 10, 15 và 25 được chưa à, 10 thì trậu trực tiếp nó có hai con số đó là con số 20 và số 30 15 nó có một phần tử trụ trực tiếp đó là 30 20 nó có phần tử đầu trực tiếp là 40 à, như vậy là 25 30 và 40 đây là những cái phần tử mà trậu trực tiếp của nó đều là con số 0 cả à, đây ta được cái biểu đồ hash tương ứng được chưa rồi ta qua tiếp cái bài tập số 2 à, bài tập số 3 nhé ở bài tập số 3 là người ta cho chúng ta một cái gì ở đây người ta cho chúng ta một cái tập hợp A. Trong đó A chính là gồm tất cả những cái tập hợp con của tập hợp A. Mà A nó là tập hợp có 3 phần tử 1, 2, 3 này. Nha. Yeah. Rồi. Bây giờ trong cái tập A này này Người ta trang bị trên đó một cái quan hệ thứ tự. Và quan hệ thứ tự đó là quan hệ bao hàm. Bao hàm con. Có nghĩa rằng là một cái phần tử B và một phần tử C mà thuộc vào trong cái tập hợp A. ta có quan hệ B con C. Đó, nghĩa là cái tập B này là con của tập C. Các bạn nói chưa? Đấy là quan hệ bao hàm. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu chúng ta cần phải tìm supremum và infimum của cái tập con B của A dưới đây. Đấy, như vậy các bạn phải để ý supremum và infimum. Được chưa? Rồi. Thế thì à thực ra đó thì PA thì nó có bao nhiêu phần tử? PA nó có 2 mũ 3 phần tử đúng không tất cả các tập con của em nó có 2 mũ 3 phần tử nghĩa là 8 phần tử à, các bạn có thể liệt kê tất cả các phần tử đó ra được đúng không liệt kê tất cả các phần tử của ra được và à, nếu như các bạn muốn tìm infimum và supremum thì các bạn có thể dùng cái biểu đồ hash các bạn vẽ nó ra vì nó có 8 phần tử thôi mà Rồi khi vẽ cái biểu đồ hash ra thì cái việc mà nhìn thấy supremum và infimum nó sẽ dễ hơn nó sẽ dễ hơn à, còn không thì các bạn phải dùng phương kỹ thuật suy luận định nghĩa của infimum và supremum. Được chưa? Nhắc lại supremum là gì? Supremum. Của một cái tập này trong cái tập kia. À, nó chính là gì? Nó chính là chặn trây. Chặn trây bé nhất. Được chưa? Chặn trây bé nhất. Của cái tập con đó. Rồi uh, infimum. chính là chặn dưới lớn nhất. Các bạn rõ chưa? Đó, chặn dưới lớn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây. À, rõ ràng là B này nó là một cái tập con của A rồi. Đúng không? Rồi. Thế thì B là tập con của A thì infimum của nó là gì? Đó. Infimum là đầu tiên là chặn dưới của tập hợp B. Đó. Là cái tập hợp nào? Đấy thế thì một cái phần tử được gọi là chặn dưới của các các phần tử của B à, đây nhắc lại một cái phần tử chặn dưới này. ở đây ta nói rằng là B là một cái tập con của một cái tập hợp A đúng không? đó và một cái phần tử A thì nó nó thuộc A. thế cái phần tử A này nó được gọi là chặn dưới là phần tử chặn dưới à, chặn dưới của cái tập B này. nếu như à, nếu như mọi cái phần tử trong B này này, à nghĩa là A này này, nó sẽ là R với B, một B thuộc B, đúng chưa? Đây, thầy sẽ quay lại lý thuyết, vì cái phần lý thuyết này chúng ta đã học rồi đấy. À, đây, ta quay lại lý thuyết của định nghĩa phần tử chặn dưới và phần tử chặn trên. Đây, ở đây ta có một cái tập hợp A cùng với quan hệ thứ tự R, B là con của tập hợp A một phần tử a thuộc a nhớ nhớ nó thuộc a chứ không thuộc b nha <laughs> chưa chắc thuộc b đâu rồi đây người ta nói này một cái phần tử a được gọi là chặng dưới của b nếu như a r x với mỗi x thuộc b à. và nếu như tập tất cả những cái phần tử chặng dưới này mà có cái phần tử lớn nhất à. có phần tử lớn nhất đây tập tất cả các phần tử a thuộc a mà a là chặn dưới của b và nếu như cái tập hợp này nó có phần tử lớn nhất nha có phần tử lớn nhất thì các phần tử lớn nhất đó nó được gọi là infimum của B trong A à, được ký hiệu như này và tương tự như vậy cho cái định nghĩa supremum đúng không? Đấy thì các bạn sẽ đây thầy đã trình bày ra rồi nè bây giờ ta áp dụng qua đó như vậy theo các bạn nhé thì ta phải kiểm tra qua thử rằng là trong các cái phần tử chặn dưới của B mà trong A thì nó có những phần tử nào được chưa? Đó À, bây giờ để cho nó tiện á, à, thầy sẽ liệt kê cái anh chàng ra để cho các bạn dễ theo dõi ha. À, PA nó gồm cái gì? Đầu tiên nó là rỗng này. Sau nó tập những một phần tử này. Đúng không? Đó. Rồi, sau đó tập 2 phần tử này. Tập hai phần tử này. À, đây là một bài này. Rồi đây là hai ba Rồi cuối cùng là tập 3 phần tử là 1 2 3. Thấy chưa? Đó, 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8 phần tử chưa? Đó, y 8 phần tử. Đây chính là PA. Thế thì cái tập B của chúng ta là tập có hai à, cái tập con là tập có một phần tử và hai phần tử. Như vậy theo các bạn thì cái phần tử nào trong cái PA này mà nó là con của mọi cái tập hợp này? Con của mọi cái tập hợp trong này. Đúng không? Theo định nghĩa đây nè. Đúng không? Đây con. À, như vậy theo các bạn thì tập nào có phải là rỗng không? Có đúng không? Đây. Như vậy ở đây ta sẽ có ngay nè ta sẽ có ngay là infimum nhé infimum của cái B này mà trong cái tập A này, này nó chính là tập rỗng à. nó là một phần tử trong A à, nhưng mà mọi phần tử còn lại trong B đó đây cái cái tập rỗng này là con của mọi cái tập hợp trong này chứ và cái tập rỗng này chính là cái tập chính là phần tử lớn nhất của mọi cái mọi phần tử chẳng dưới cái đúng không đấy Uh, như vậy là ở đây chúng ta có rằng là infimum của uh, b trong a là rộng tương tự như vậy các bạn tính cho thầy cái supremum nhé supremum đây một hai thì supremum của nó chính là cái tập này này các bạn thấy không đây này supremum của b trong a à, nó chính là cái tập một hai này vì đây chính là cái tập con của a hay là một cái phần tử của a mà gì mà nó chứa nó chứa tất cả các cái tập con của gì à, tất cả các phần tử của b và đồng thời nó là cái tập hiểu theo nghĩa là bé nhất à, bé nhất theo cái quan hệ bao hàm này được chưa đấy đây là cô a nhá rồi tiếp tục cô b cô b thì là một hai ba rồi một hai nha thế thì theo các bạn infimum của những cái này nó nó là cái gì thế thì infimum của những cái này nó là cái tập con mà gì các em nó là cái tập con của A mà sao cho nó là con của mọi cái tập hợp trong này. Con của mọi tập hợp trong này thì chỉ có thể tập hợp rỗng thôi. Như vậy trong bài toán này là infimum của A trong B nó lại là rộng tiếp. Thế thì supremum ở đây là gì? Đó, supremum là phải là một cái tập hợp mà nó chứa tất cả các cái tập con này. À, và cái tập hợp đó bé nhất, hiểu theo nghĩa quan hệ bao hàm của chúng ta nè. Thế các bạn theo các bạn thì tập con bé nhất mà chứa tất cả các tập con trong B này là cái gì? Chứ tất cả các phần tử đồng bi này là cái gì? Có phải là cái tập gồm có 3 phần tử 1, 2, 3 này không? Có đúng không? Đấy, chỉ có thể cái tập này nó mới chứa tất cả các cái này thôi. Và nó chỉ là cái tập bé nhất mà nó chính là tập A. Đích thị nó lại luôn. Phải không Rồi tương tự như vậy, câu C. Câu C thì uh, infimum nó là cái gì? Infimum của, à đây, chắc chắn là rỗng luôn rồi. Đúng không? Đấy, nó là rỗng luôn rồi như vậy trong cái câu c này các bạn thấy là infimum là nó có cái phần tử ở trong a này nó thuộc b luôn thê Đấy. như vậy infimum ở đây là nó không nhất thiết thuộc b nhưng mà có khi nó vẫn cứ thuộc b đây này thấy không? rồi tiếp tục supremum rồi supremum là các bạn đi tìm cho thầy một cái tập hợp nha mà nó chứa hết tất cả các tập này này đó, nó chưa hết tất cả các tập. và cái tập đó phải là tập bé nhất có thể của cái tập a à, như vậy đây chính là cái tập 12 này luôn nè cái đúng không ấy. Các bạn nhìn vô các bạn thấy ngay ha. Rồi. À, câu đi Câu đi là 1 12 rồi 13 rồi 123. Được chưa? Thế thì à, theo các bạn thì infimum của cái này nó là gì? Nhớ là tập con của mọ cái tập trong này. Nha, tập con của mọ cái tập trong này. Thế các bạn thấy tập con của mọ tập này nó chính là cái tập 1 này chưa? Đấy, chứ không phải tập rỗng đâu nha vì sao vì ở đây là infimum là phải lấy cái tập lớn nhất có thể à nhưng nó lại là con của mọi cái tập trong này đấy tập lớn nhất tập con lớn nhất của a có thể mà lại là con của tập trong này đấy nhưng mà chỉ có thể là cái tập 1 này thôi vì rõ ràng một nó là con của tất cả các cái tập con à, rồi uh, supremum là gì supremum của a trong b À, của B trong A thì nó là gì nó chính là cái tập này luôn vì cái tập này nó chính là A luôn nè nó chính là A luôn Đấy, chứ mô cái tập còn Được chưa rồi như vậy là chúng ta đã làm xong tất nhiên là làm như thế này thì nó hư uh, phải suy luận thiệt là kỹ đúng không Đấy. đây là câu A này rỗng 12 này rỗng A này rỗng 12 này rồi rỗng 1A này ha đây rỗng 12 này rỗng A này rỗng 12 rỗng 1A này ha Đấy. đây là những cái đáp số mà thầy đã tính toán ra ở đây Tuy nhiên để giải cái bài toán này một cách tường minh là theo theo thầy á, là các bạn nên vẽ cái sơ đồ hết ra cái video hết ra Đây này vẽ các video hết tất nhiên là nó hư hơi, hơi lâu một chút nhưng mà nó an toàn có nghĩa là đầu tiên các bạn thấy theo quan hệ bao hàm thì đầu tiên cái tập này là tập rỗng này được chưa à? rồi sau đó là thầy sẽ vẽ lên trên cái gì trên cái này nó những cái phần tử trụ trực tiếp à, trợ trực tiếp là có cái tập 1 2 3 được chưa các bạn vẽ cái cái biểu đồ hát ra thì nó trong các bạn nhìn vô nó, nó rất là dễ chịu tìm infimum và supremum đúng không rồi à, tên 1 thì có những cái à, uh, trực tiếp như là 1 2 1 3 này 1 2 rồi 1 3 rồi chỗ này thầy sẽ ghi 2 3 đúng không? Như vậy trụ trực tiếp của một thì có cái anh chàng này và anh chàng này. Trụ trực tiếp của hai thì có anh chàng này này. Và anh chàng này. Đúng không? Trụ trực tiếp của ba thì có anh chàng này. Và anh chàng này. Được chưa? Đấy các bạn uh, ghi cái cái sơ đồ. Tất nhiên rằng là ta nên vẽ những cái sơ đồ mà những cái đường uh, đây nó không nên uh, không nên khác cắt nhau. Vì những cái cung mà cắt nhau như thế này nó rất là, 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 dẫn đến dễ bị hiểu nhầm. Rồi trên đây nó sẽ là 1, 2, 3. Đó. như vậy đây là những cái cái trầu trực tiếp mà các bạn có thể thấy đây là một cái sơ đồ uh, biểu đồ hát của chúng ta như vậy các bạn nhìn vô ví dụ như trong câu A nè câu A nha câu A nó là một hai đây một với hai thì infimum của nó là các bạn kéo xuống đây đây dưới đây nó chỉ có cái rỗng này thôi còn uh, supremum của nó đây này nối hai cái cái cung trầu trực tiếp đây thì nó tập trung về cái tập hợp này thì đây chính là supremum và đây chính là infimum được chưa đó, à, tương tự như vậy, ví dụ như câu B là 1, 2, 3, rồi 1, 2, đúng không? Đây, 1, 2, 3 này, rồi cái tập 1, 2. Như vậy, trên cái tập 1, 2, rồi 1, 2, 3 này, thì cái tập nào mà nó nó chứa được cả ba cái tập này mà mà thấp nhất có thể theo cái trậu được tiếp, thì chỉ có thể là cái tập này thôi. Các bạn thấy không? Vì các bạn không thể lấy những cái tập này được. Được chưa? 1, 2 cũng không được, vì 1, 2 nó đâu có chứa tập 3 này đâu. À, cho nên là, cái cái tập 1 2 3 phải là cái tập cuối cùng. Cái tập này sẽ là trội trực tiếp. Có nghĩa là gì? À supremum của nó, nghĩa là tập con nhỏ nhất của A có thể có mà chứa tất cả các cái tập 1 2 3 và 1 2. Này. Thấy chưa? Nói à, ta vẽ sơ đồ ra thì trong có vẻ nó dễ thấy hơn. Rồi rỗng này, 1 2 1 2. Đây, rỗng này, 1 2 với cái tập 1 2 này. Đấy. Thế thì các bạn thấy rằng rỗng 1 2 1 2 thì đây supremum của nó chính là cái này luôn và infimum của nó chính là này. Các bạn thấy chưa đấy tương tự thôi tương tự thôi đó rồi gì một rồi một hai một thế thì một đây nè rồi một hai này rồi một ba này. này nha rồi 1,2,3 hai này đó những cái tập này các bạn thấy không đấy thì nhìn vô đây thì các bạn thấy là, là thấp nhất đây chính là cái infimum của nó luôn và đây chính là supremum của nó luôn được chưa và tôi nhìn vô theo cái các cái cung và các bạn lấy thấy nó tập trung về một cái tập hợp nằm trên cùng như thế này thì thì các bạn sẽ thấy ngay cái khái niệm supremum của nó nhé ví dụ như là các bạn thấy ví dụ như ở trên cái cái câu đầu tiên này này một hai trên trên một hai này nó có cái tập đây nữa nhưng mà cái tập này nó không phải là trận trên à, trận trên bé nhất nó chỉ là trận trên thôi chứ không phải là trận trên bé nhất đúng không à, rồi đó là bài số 3 à, tiếp tục Ta sẽ qua một cái bài nữa, đó là bài số 4. Trong các tập hợp à, sắp thứ tự dưới đây, hãy cho biết tập hợp nào à, là sắp thứ tự tốt với cái quan hệ thứ tự bán bằng là quan hệ bất đẳng thức của chúng ta. Đây là cái quan hệ bất đẳng thức lớn hơn, nhỏ hơn mà chúng ta đã học à, theo cái quan điểm thông thường của chúng ta. Nha. Ví dụ như 2 bán bằng 3. Đấy. Đây là một cái quan hệ thứ tự bất đẳng thức. Rồi. Ví dụ như câu A thì sao các em? À. Sắp thứ tự tốt là tập hợp một cái tập hợp A R là sắp thứ tự tốt. Định nghĩa lại ha. Thứ tự tốt. Nếu như mọi cái tập con mọi tập con khác rộng của gì? À, khác rộng của A nhé. Đấy, một tập con khác rộng của a à? À, đều có phần tử bài nhật. được chưa? Đấy phần lý thuyết thầy đã trình bày trong cái à, hôm trước đây này định nghĩa cái tập sắp thứ tự tốt này một cái tập hợp được sắp thứ tự a,r được gọi là thứ tự tốt nếu như một tập con khác rộng đều có phần tử bé nhỏ nhất của chúng ta. Đấy thế giới qua đây ta làm thôi nhé ở đây cái quan hệ thứ tự nó rất là rõ ràng rồi à, thế thì cái tập số tự nhiên các bạn thấy cái tập số tự nhiên của chúng ta đó thì cái tập số tự nhiên của chúng ta nó xuất phát từ gì không một hai vân vân như thế đi vô cục. đúng không đây nó vô hạn phần tử nhưng mà nó có phần tử nhỏ nhất này à, như vậy rõ ràng là với mọi cái tập A là con của N à? À, bây giờ thầy lấy mọi A là con của N à? và A khác rộng thế thì a cắt rỗng thì chắc chắn nó sẽ có chứa một số các các phần tử một số các các số tự nhiên nào trong này thì trong tất cả các số tự nhiên này chắc chắn sẽ có số tự nhiên nhỏ nhất có bằng đó không đấy tối thiểu nào nó bằng không mà nhưng mà chắc chắn nó sẽ có số phần tử à, có số tự nhiên nhỏ nhất à, cho nên là suy ra được là à, suy ra được là sẽ tồn tại một cái số tự nhiên nhỏ nhất thuộc A Đúng không? Chắc chắn sẽ có Cho nên cái tập này nó là tập sắp thứ tự tốt Ok chưa? Rồi, tiếp tới cái tập giấy Tập giấy cùng với quan hệ thứ tự này thì theo các bạn nó có không? Thì các bạn để ý cái tập giấy của chúng ta là tập các số nguyên Và các số nguyên này nó là gì? Trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. cái tập số nguyên này thì nó chạy ra từ âm vô cùng, cái này nó từ dương vô cùng, nghĩa là nó không có chặn dưới và nó không có chặn trên như vậy khả năng cái tập hợp này nó sẽ không có uh, đảm bảo được cái tính chất sắp thứ tự tốt vì lý do thầy có thể lấy ngay cái tập hợp tất cả các cái số nguyên âm đúng không như vậy là vân vân như thế này trừ hai trừ một ví dụ cái tập này thì theo các bạn cái tập này có phần tử nhỏ nhất không xin tư không có không có cái phần tử nào nhỏ nhất đúng không đấy nó không có phần tử nhỏ nhất như vậy cái tập này là 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 nó không phải sắp thứ tự tốt à, tương tự như vậy tập quy cái tập hợp quy chắc chắn dạy luôn đúng không tập hợp quy chắc chắn cũng sẽ dạy luôn vì lý do sao tập hợp quy nó cũng uh, gì nha? những cái số hữu tỷ đúng không và nó không bị chặn trên không bị chặn dưới cho nên chắc chắn cái tập hợp quy này nó cũng không được nó không phải là cái tập uh, các cái số hữu tỷ các bạn có thể lấy ngay cái phản ví dụ là gồm tất cả các số hữu tỷ âm nhá. đấy ví dụ đây là, là các số hữu tỷ Đấy, thì thì chắc chắn là nó không, không có. Nó không có cái cái phần tử nhỏ nhất đâu. À. Rồi cô đi. À, P cùng với cái cái quan hệ bán bàn này là trong đó P là tập hợp các số nguyên tố. Thì các bạn để ý, cái tập hợp số nguyên tố thì nó là một cái tập hợp bị chặn dưới. À, vì tối thiểu của nó là cái con số 2. Đúng không? Đấy. Đây, tập hợp các số nguyên tố. Thì cái tập hợp này là cái tập bị chặn dưới. Như vậy là mọi cái tập con của B đó thì nó đều có cái số nguyên tố nhỏ nhất chắc chắn phải có, tối thiểu nó là bằng hai mà, có đúng không? Đấy, cho nên là chắc chắn sẽ có vì vậy cái câu D này là tập sắp thứ tự tốt. Tiếp tục cái câu A, A trong đó A là tập con hữu hạn khác rộng của cái tập hợp gì? À, như vậy nó là một cái tập hợp con hữu hạn khác rộng của tập hợp số nguyên à, do A hữu hạn. cho nên chắc chắn nó sẽ có cái gì cả chắc chắn nó sẽ có cái số nguyên bé nhất chắc chắn nó sẽ có cái số nguyên này nên, nên nó bị dặn dưới do đó mọi cái tập con của a chắc chắn nó cũng sẽ là có cái phần tử nhỏ nhất thực ra chỗ này các bạn sẽ cần ghi là nên tồn tại số nguyên nhỏ nhất ha Đó, ờ, nhỏ nhất thuộc A nha, thuộc A. Được chưa? Đấy. Vì nó là tập hữu hạn thôi mà, nó chỉ có một số hữu hạn mà. Như vậy là mọi tập con của nó cũng là tập hữu hạn. Mà đã là tập hữu hạn thì chắc chắn sẽ có số nguyên nhỏ nhất. À, đây. Như vậy là cái này nó cũng là một cái gì gặp Tập sắp thứ tự tốt. Được chưa? Nhưng mà những cái tập nào mà không sắp thứ tự tốt thì các bạn lấy phần ví dụ ra. Còn cái nào sắp, tập sắp thứ tự tốt thì các bạn phải chỉ nó ra. Nha. Đây. có hay không? vậy nguyên nhân vì sao nó có đó là cái à, bài tập số 4 à, để chúng ta nhận diện về các cái loại tập sắp thứ tự đúng không câu a là sắp thứ tự tốt này câu b này là không này câu c này cũng không này câu d này là sắp thứ tự tốt này câu a cũng là tập sắp thứ tự tốt rồi à, rồi tiếp tục nhé bài số năm à, bài số 5 là một bài toán mà nó liên quan tới cái việc nhận diện các cái biểu đồ hash của một cái tập sắp thứ tự à, thế để mà nhận diện đúng cái khái niệm cũng như là một cái biểu đồ hát đó, thì các bạn phải nắm cho thầy cái khái niệm là trục trực tiếp đó nắm cho vững cái này à, chứ còn mà biểu đồ thì nhiều khi các bạn vẽ ra đó à, nhiều khi nó, nó nó vi phạm cái này nè chủ yếu nó vi phạm cái tính trục trực tiếp này thôi à. chứ còn mà mà nối các cái đỉnh mà nối một cách tùy ý đâu phải được đúng không nhiều khi nó không trụ trực tiếp mà ta lại nối là nó thành trụ trực tiếp là nó không có đúng à, thầy lấy ví dụ đơn giản ta có phần tử đây là a đây là b đây là c đúng không rồi giả dụ như đây là à, nó có một cái cùng đi lên đây đây cùng đi lên đây có nghĩa là b là trụ trực tiếp của a c là trụ trực tiếp của b nhưng nếu các bạn vô tình các bạn nối một cái cung từ đây đây nữa như vậy chứng tỏ rằng là c là trụ trực tiếp của a là nó, đúng, nó sai ngay à, nó sai ngay như vậy chứng tỏ rằng cái C này không phải là trụ trực tiếp của A. Trong khi đó vẽ cái cung này thì nó lại bảo C là trụ trực tiếp của A là không có đúng. Như vậy cái biểu đồ này nó không phải là biểu đồ H. Đúng không? Đấy nó vi phạm những cái tính chất như thế này thì các bạn để ý trong cái biểu đồ thôi. À, ví dụ như trong cái câu số 1 này thì các bạn thấy cái hình này này. Thì các bạn để ý các cái mũi tên ta kiểm tra từng cái mũi tên một và kiểm tra cái tính trụ trực tiếp của nó cho nó đúng là được. Thì theo các bạn là hai cái hình này thì thì có cái hình nào nó là biểu đồ hết không đấy biểu đồ hết không thì các bạn kiểm tra theo cái tính trụ trực tiếp thôi nhé như vậy là ở đây là gì ở đây nó có bốn đỉnh và các bạn thấy này cái đỉnh số 2 này là trụ trực tiếp của một cái đỉnh số 3 này cũng trụ trực tiếp của một đỉnh số 4 theo như thế này nó cũng là trụ trực tiếp của một được chưa đấy rồi à, tiếp theo là gì à, tiếp theo là đây các bạn thấy cái cái đây này. một à 3 rồi 3 4 nó có 1 4 này. Như vậy không được, thấy không? Đây này. 3 là trọng trực tiếp của 1, 4 là trọng trực tiếp của 3, nhưng mà vẽ như thế này thì 4 lại là trọng trực tiếp của 1 là vô lý. Cái đúng không? Như vậy điều đó chứng tỏ rằng là 1R3. Đúng chưa? Rồi 3R4. Đúng không? Đây là hai cái trọng trực tiếp này. À như vậy nó nó mâu thuẫn với cái gì? Nó mâu thuẫn với 1R4 là trọng trực tiếp đây là trụ trực tiếp đó, trụ trực tiếp được chưa Đã như vậy cái, cái hình này là không phải nhé không phải biểu đồ hết rồi tiếp tục các bạn kiểm tra cái hình này đó, đấy thì cái hình này chắc có lẽ là đây các bạn để ý này cái này những cái cái cung này nó chỉ là một thôi cho nên là chắc chắn là nó trụ trực tiếp nó không có vi phạm cái cái tính trụ trực tiếp này cái này dưới này đi lên cũng được này và các bạn chỉ tập trung vào những cái cái cung mà nối thì nó tạo chu trình này đấy, ví dụ đây lên này nha đây xuống đây nha và không có cái cung nào mà nối trực tiếp từ 2 cho đến 8 cả không có Đó, à, đây này 2 xuống 7 này, 7 lên 8 này như vậy cái này nó thỏa mãn cái à, cái định nghĩa của cái à, biểu đồ hash các bạn đó chưa đấy như vậy trong này nó có 8 định và các cái cung mà nối như vậy nó đảm bảo được tính trụ trực tiếp không vi phạm như vậy là được Phải không như vậy câu số 2 này chính là cái hình số 2 này là chính là một cái biểu đồ hash à, của một cái quan hệ thứ tự à, được sắp trên một cái tập hữu hạn có 8 phần tử. Được chưa nào? Rồi, đó là cái à, bài tập số 5, để ta nhận diện thôi. Ta qua tiếp bài tập số 6. Bài tập số 6 cũng là bài, bài tập về cái biểu đồ hash và ở trong cái bài tập số 6 này người ta yêu cầu chúng ta phải tính các cái infimum và supremum, có nghĩa là người cho to, to sẵn cái biểu đồ rồi chúng ta không cần phải vẽ nữa. Được chưa? Rồi, bài tập số 6 đó là ABCD X, X, T V được mô tả dưới cái biểu đồ hát này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn thấy này, infimum của B và T đây các bạn nhìn qua là cho thành là B đây nè. Đó, T đây nè. Được chưa? Rồi các bạn nối các cái uh, truy ngược các cái cung này xuống cho thầy. Có thử khi nào thì hai cái anh này anh tập trung lại tại thành một cái phần tử. Đây này, đi xuống đây nè Đó, đi xuống đây này rồi có bề này xuống này như vậy nó tập trung tại cái phần thứ hai này nó ta nói nó xuống thôi nhé đấy ta kéo truy truy đi ngược lại đi mũi tay ngược lại cho đến cái phần tử này thì rõ ràng a này chính là infimum của nó vì nó là chẳng dưới mà á à, chẳng dưới a r b chưa rồi a r t chưa chắc chắn rồi theo tính chất bắt cầu này chưa yeah. a r c c r v v r t thì chắc chắn a c, r t có nghĩa là có quan hệ với t rồi a có quan hệ không có và a này chính là chặn dưới lớn nhất vì không có cái phần tử nào mà khác à, a mà nó gì nó nó r với b và nó r với t nữa cả mà lớn hơn a đúng không lớn a có nghĩa rằng là theo cái quan điểm là a r với phần tử đó à, như vậy là trong bài toán này a này chính là infimum Đấy, có cái biểu đồ hết thì ta tìm infimum và supremum nó khá là nhanh tiếp tục a và x đi chưa rồi a và x thầy sẽ vẽ bằng một cái mẫu khác chẳng hạn như là cái màu xanh này rồi a nhé. a thì đây a thì đây rồi x đầu x đại đúng không rồi các bạn à, đang tìm infimum nhé các bạn giống xuống cho thầy đây giống xuống này đó đi xuống này rồi xuống nữa này thấy cái a này xuống đây chưa đó nó tập trung tại ngay chỗ cái c này, này. các bạn thấy chưa đó như vậy infimum của nó chắc chắn là c chứ không chạy đâu cả đúng không rồi bây giờ tiếp theo của c là supremum của d và x d và x rồi bây giờ thầy sẽ lấy phần tử d và x D đây nhá, D đây Rồi, x nào? X này đúng không? Rồi, bây giờ supremum thì các bạn kéo cái mũi tay lên, đi lên, đi lên đến chừng nào mà nó tập trung tại một cái điểm gần nhất với hai cái phần tử này là được. Đó, bây giờ các bạn phải đi lên à, trên x này chỉ có thể là cái dàn giấy này thôi, không còn cái anh chàng nào khác nữa đâu. Và rõ ràng cái D này mà kéo lên đây thì nó sẽ có một cái đường nối tới giấy này. như vậy chắc chắn bài toán này chính là giấy. supremum của nó chính là giấy. Đây chính là chặn tay bé nhất, không có cái chặn tay nào mà bé hơn cái nhận giá này được. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu D là supremum của A và V. nha Rồi bây giờ thầy sẽ lấy uh, cái câu D là A, A là đây. Được chưa? V đâu? V đây. Đấy, V đây. Thế các bạn thấy này, A nó nằm dưới V, à, A nó có quan hệ với V. Được chưa? Như vậy A nó đang R với V. Đây này, nó có quan hệ với EV nè. Như vậy sub của nó chính là về luôn. Đây này, hai cái ông này cũng nằm trên một đường này, nó đỉnh nhất là đây. Nếu mà trong bài này là infimum của nó thì chính là A luôn. Như vậy từ đây chúng ta rút ra một cái kết luận là gì? À, nếu như cái tập phần tử A mà nó R với B theo quan hệ thứ tự thì lúc này infimum của cái tập AB đó đúng không? Tập hai phần tử đó nó chính là à đúng không? AR với B mà. Đó, nó nhỏ hơn nhá theo quan điểm. Rồi supremum của A uh, AB. À, lúc này nó chính là B luôn. nha. Đấy dựa vào đây thì chúng ta có thể kết luận như thế rất là nhanh, đúng không Rồi như vậy bài toán này supremum chính là V. Được chưa nào? Đấy, đơn giản thôi ha. Đây đáp số của nó đây, thầy đã trình bày ở trên rồi đó. À, kỹ năng để chúng ta dựa vào đó chúng ta tính các infimum và supremum. Tiếp theo là bài số à uh, 7 một cái tập hợp A được gọi là sắp thứ tự đầy đủ à, đây là một cái loại sắp thứ tự nữa mà nó được định nghĩa trên cái quan điểm khác nha thì một quan điểm khác đây à, được gọi là sắp thứ tự đầy đủ với cái quan hệ thứ tự bé hơn như thế này à, cái dấu bé hơn nó hơi cao cao một tí à, nếu mọi tập con khác rỗng của A bị chặn trên đều có cận trên, đây được chưa đó bị chặn tranh đều có cận trên. Và cận trên này là cái cận trên bé nhất đấy. À, rồi, thế thì à, bây giờ người ta nói rằng là hãy chứng minh rằng mọi cái tập sắp thứ tự tốt đều là sắp thứ tự đầy đủ. Hả? Đấy, mọi tập con khác rỗng bị chặn trên đều có cận trên nhé. Thì ở đây người ta nói là chứng tỏ rằng những cái tập sắp thứ tự tốt đều có đều là sắp thứ tự đầy đủ. Như vậy ta sẽ chứng minh mọi tập con khác rỗng của A thì nó đều có gì đây? Nó đều có cận trên nha yeah. đây bây giờ ta lấy là à, uh, mũ a mùa b là con của a được chưa mà b khác rộng được chưa nào b khác rộng và cái b này này nó có chặn trên và tồn tại một phần tử c thuộc a mà sao cho uh, b này sẽ r với c với à, r ở đây chính là cái quan hệ này à, cái, cái quan hệ công cộng vẽ cái mũi cái bắt đẳng thức công công như thế này ha à, với mọ b thuộc à, b đúng không theo định nghĩa của chặn cây đó bị chặn cây nhé à, thì đều có chặn tranh thì lúc này các bạn sẽ đặt cho thầy này thầy sẽ đặt à, c là một cái tập hợp gồm tất cả những cái phần tử c mà sao cho c là chặn cây của gì cao chặng trai của b được chưa đó chặng trai của b như vậy suy ra được c này chắc chắn sẽ là con của a c sẽ là con của a và hiển nhiên rằng c ở đây là khác rộng có đúng không các vì vì sao vì nó có chứa có phần tử đây này nó chứa phần tử c nhỏ này à mà theo cái à, định nghĩa ở đây người ta cho rằng a là một cái tập hợp sắp thứ tự tốt đấy do do a à, cùng với các quan hệ thứ tự đây này đó nó là sắp thứ tự tốt sắp thứ tự tốt à, theo định nghĩa của tập sắp thứ tự tốt là gì à, là mọi cái tập con khác rỗng đều có phần tử bé nhất à, cho nên là gì cho nên cái tập c này nó có phần tử bé nhất Đấy, có tử nhất. và ta giả sử cái c 0 thuộc c là phần tử bé nhất của C, được chưa? Đấy. Thế thì C 0 thuộc C, mà C nó là gồm những các phần tử chặn trên của B, như vậy chắc chắn rằng đây chính là cận trên của B, chưa? Theo định nghĩa. Đúng không? Theo định nghĩa của chặn trên. Đây này. Cận trên là gì? Cận trên chính là chặn trên bé nhất. Như vậy cái tập hợp C là tập tất cả các chặn trên của B và nó có phần tử bé nhất. Như vậy cái C này chính là cận trên của B. Như vậy tôi suy ra được. Cái C0 này chính là bằng supremum của B trong A. Ok chưa? Định nghĩa thôi. Nha. Yeah. Đấy. Rồi cái câu B là người ta nói gì? À, hãy chứng minh rằng NR là các cái tập sắp thứ tự đầy đủ. Theo cái quan hệ thứ tự bất đẳng thức bé hơn bằng. Nhưng mà cái tập hợp quy này thì không phải. Được chưa? Cái tập hợp quy này thì người ta bảo rằng không phải. À, chỉ có NR là tập sắp tự thôi đầy đủ thôi. chứ còn tập quy này nó không có đầy đủ. À, đấy. Thì cái việc chứng minh cái cái điều này thì à, các bạn chỉ cần trình bày ra thôi. À, thì ở đây cái tập N á, là các bạn để ý rằng là mọi cái tập con mà bị chặn trên, bị chặn trên thì các bạn cũng sẽ lấy à, cái phần tử nhỏ nhất. Vì ở đây ta áp dụng cái câu A này này là nó sẽ ra thôi. nhá nó sẽ ra thôi. Vì sao vậy? Vì ở đây các bạn để ý rằng là à, đối với tập số tự nhiên thì như hồi nãy chúng ta đã trình bày tập số tự nhiên à, cùng với các quan hệ bất đẳng thức nhỏ bằng này này nó là tập sắp thứ tự tốt. được chưa? đấy sắp thứ tự tốt. vì mọi cái tập con khác rộng của tập số tự nhiên luôn luôn có con số nhỏ nhất số tự nhiên nhỏ nhất trong đó chắc chắn nó phải có không thể có được vì cái tập số tự nhiên là bản thân của nó luôn luôn có cái con số nhỏ nhất. À, à, như vậy là ở đây nó là tập theo cái câu a thì chứng tỏ n này cùng với các quan hệ thứ tự bất đẳng thức này nó chính là tập sắp thứ tự đầy đủ à, r thì chắc cũng vậy thôi r thì chúng ta cũng sẽ suy ra thôi thực ra r nó không có giống n vì tập r này nó không không bị chặn dưới nó không bị chặn dưới đúng không đấy thì các bạn để ý rằng nhưng mà đối với những cái tập r mà bị chặn trên đây này đấy giờ ở đây là một cái tập uh, b mà con của r và b chặn trên b bị chặn trên được chưa các bạn nói chưa nè bí bệnh nhân đây có nghĩa là gì à, có nghĩa là suy ra được à, tồn tại một cái phần tử c đấy các bạn trình bày lại y chang như thế này thôi thế thì cái phần tử cận trên của cái tập b này nó là gì nó chính là cái c0 đây này à, nó chính là cái c0 này được chưa đấy, đại, tất nhiên là cái việc mà chứng minh thì à, rất là đơn giản à, trong cái tập số thực đó à, cái à, mọi cái tập con của tập số thực mà bị chặn trên thì đều có cận trên cái tính chất này là một cái tính chất rất là đặc biệt của tập số thực nó không có giống như n nha không giống như n cái phần này thì à, hiển nhiên rồi các bạn bạn nào mà học liên quan về tập số thực đó thì nó có cái công cụ à, chứng minh và trình bày cái tính chất này rất là rõ ràng ra. À. rồi ở đây thì chỉ chủ yếu là tập trung vào cái việc chứng minh cái tập quy này này nó không phải là tập sắp thứ tự đầy đủ thôi Nhá, thầy chứng minh cái chỗ này. Thế thì bây giờ các bạn muốn chứng minh cái tập quy này không phải là tập sắp thứ tự đầy đủ thì các bạn phải chỉ ra cho thầy một cái tập hợp con nhá, của cái tập hợp quy này khác rỗng Nó bị chặn cây nhưng nó không có cặn cây nha nó bị chặn cây nhưng nó không có cặn cây được chưa? Rồi bây giờ để cho nó tiện thì các bạn xem cái quy trình mà thầy đã giải cái bài toán dưới này. Ở đây cái câu câu a thầy đã trình bày rồi nha. Rồi cụ B thì n với r thì không cần phải nói lại nữa. Chủ yếu là cái cụ, cái ý mà chứng minh quy là Đây, chủ yếu là chứng minh cái ý quy là gì? À, quy là cái tập không sắp thứ tự đầy đủ. Đây như sau nè. bây giờ thầy sẽ lấy một cái dãy số nhé x1 là bằng 3,1. x2 là bằng 3,14. này, x3 là bằng 3,1141, vân vân như thế. À, có nghĩa là cái dãy số này nó đang tiến về đây cái giải số này nếu mà n nó tiến ra vô cùng thì ta sẽ có là lim của xn nó sẽ bằng pi. Đó. Đây. Ta lấy tất cả những cái phần tử của cái dãy số đó. Đầu tiên là 3,1, 3,14, 3,141 mí mí như thế. Nó càng ngày càng dài ra khi n nó càng lớn. Thì cái dãy số này nó sẽ tiến về pi và nhớ rằng pi này nó không thuộc quy. Ok chưa? Được chưa? Nó không thuộc quy, nó không phải là số hữu tỷ nha. Quy nó là một à pi nó là một số vô tỷ nha. Được chưa? Đấy, như vậy ta thu được một cái giải đơn điệu tăng mà sao cho cái liêm này nó bằng pi và lúc này các bạn sẽ đặt e là tập hợp tất cả những cái phần tử của cái giải này như vậy rõ ràng đây đều là những số hữu tỷ hết vì nó là những số thập phân hữu hạn mà các bạn thấy không đây này đây là những số thập phân hữu hạn mà một số thập phân hữu hạn thì bao giờ cũng viết được cái dạng phân số hay nói khác nó là một số hữu tỷ. như vậy cái tập hợp e này là con của tập q và rõ ràng e khác rỗng thì đó là hiển nhiên được chưa rồi, thế thì người ta hỏi này A này có bị chặn cây không? À, theo quan hệ thứ tự bé hơn bằng á, Thì rõ ràng ai này bị chặn cây Vì lý do sao? Vì đây là một giải số hữu tỷ tăng Và nó tớ bi thôi Nhưng vậy chắc chắn nó sẽ bị chặn cây Đúng không? Ví dụ như là XN này nó đều bé hơn hoặc bằng 4 hết Với mùa N thuộc N Hay nói khác là mùa XN thuộc A Đúng, Nó bị chặn cây này Đúng chưa Rồi, nhưng nó sẽ không có cặn cây Đấy, các bạn để ý Nó không có cặn cây nhé Cặn là gì? Cặn trây Thì theo định nghĩa là gì? Nó phải là một cái phần tử thuộc quy Đây, giả sử A có cặn trây Được chưa? Đây, cặn trây trong quy nha Đấy, định nghĩa cặn trây Rồi, thế thì ở đây Là P chia quy nó thuộc quy Nha, P chia quy nó thuộc quy à, Giả sử mà, giả sử nó có cặn trây à. Thế thì P chia quy thuộc quy Thì sao? thì lúc này là ta sẽ có xn bé bằng p tiền quy với mọi n thuộc vào n sao vì theo cái định nghĩa của cạnh trên mà à, thế thì suy ra được là xn này này à, do cái bất đẳng thức này nó đúng với mọi n thuộc n nào cho nên lấy lim hai vế thì dẫn đến pi này nó cũng sẽ nhỏ hơn p chia quy tại sao nó nhỏ hơn mà nó không có nhỏ hơn hoặc bằng vì lý do cái quy cái pi này, này nó không thể bằng p chia quy này đâu vì cái pi này nó không thuộc quy mà cho nên hai cái số này là phân biệt các bạn rõ chưa? Rồi. Bây giờ ở đây là ta sẽ đặt epsilon là bằng cái hiệu của P chia Q trừ cho R nè. Có nghĩa là cái khoảng cách từ P chia, từ P đến chi... P chia chi Q này. Thế thì do cái lim N nó bằng 0 theo định nghĩa của giới hạn của dãy số. Cho nên là nó tồn tại một cái chỉ số N0 nào đó mà sao cho rằng là một trên N0 nó sẽ bán epsilon kể từ mỏ N từ N0 trở đi. Có điều ở đây thầy sẽ lấy một cái số N0 nào đó thôi. À, là một số tự nhiên. À, nhỏ epsilon. Và từ đây ta sẽ suy ra được là a à, từ đây ta rút ra được này, pi nó nhỏ hơn p chia q trừ 1 trên n0. Mà p chia q trừ 1 trên n0 thì hiển nhiên là nó nhỏ hơn p chia q. Đấy, như vậy điều này để làm cái gì? À, điều này chúng ta thấy này, à như vậy chứng tỏ rằng p chia q trừ 1 trên n0 nó lại là một số thuộc quy. Cái điều đây mới quan trọng này. À, điều này mới quan trọng. Mà điều này chứng tỏ rằng B chia Q này nó không phải là cận tri. Được chưa? À, nó không phải là cận tri của A. Vì sao? Cận tri phải là số lớn nhất. Không có con số nào mà lớn hơn được nó nữa cả. Cái đúng không? Đây này, mà ở đây tôi chỉ ra được một số thuộc quy mà nó lớn hơn cái này. Có đúng không? Đấy. Nó vẫn thuộc quy nó lớn hơn cái này. Nó lớn hơn cái anh chàng là b q này nhá. Đấy. được chưa? Đấy cận trinh là supremum đó các em. Đấy, nhưng mà ở đây cái anh chàng này không theo nghĩa Anh không phải là supremum vì tôi đã chỉ ra một cái số khác nhỏ hơn ảnh cũng nằm trong quy mà nó là chặn trên của gì các em? Nó là chặn trên của anh chàng này. Anh chàng XN này nhá anh chàng A này. Đấy. Như vậy cái chặn trên này không phải là chặn trên bé nhất vì có số bé hơn nó. À, thầy đã chỉ ra được rồi này thấy nó mâu thuẫn giả thiết kìa. Nó mâu thuẫn với cái định nghĩa của cái chữ supremum nhá. Đấy. Rồi như vậy là ta đã chứng minh xong cái bài tập số 7 nha. Đầu tiếp theo ta sẽ qua một cái bài tập nữa là bài tập số tám. À, rồi ta sẽ kết thúc thôi vì nó hơi dài rồi. Chứng minh rằng mọi tập sắp thứ tự tốt đều sắp thứ tự toàn phần, đều sắp thứ tự toàn phần. À, mọi tập sắp thứ tự tốt đều có phần tử ba nhất. Thì cái việc chứng minh bài toán này nó cũng đơn giản thôi. À, các bạn có thể thấy cái câu a này nè thầy sẽ là lấy ví dụ nha thế thì muốn chứng minh sắp sắp toàn phân thì sao à bây giờ ở đây thầy lấy giả sử a đây lấy lấy chứng minh nha giả sử a cùng với r là một cái tập sắp thứ tự tốt Được Giả sử AR là tập sắp thứ tự tốt. Bây giờ ta chứng minh A sắp thứ tự toàn phần. À, muốn chứng minh sắp thứ tự toàn phần thì ta lấy là à, với bất kỳ phần tử x, y nào thuộc vào trong tập hợp A. Thì ta suy ra được cái tập gồm hai phần tử x, y này này. Nó sẽ là gì cao? Nó sẽ là con của A. Đúng chưa? Và rõ ràng cái tập gồm hai phần tử x, y này là một tập khác rỗng. Theo định nghĩa của tập sắp thứ tự tốt À, một tập được gọi là sắp thứ tự tốt nếu mọi tập con khác rộng của nó đều tồn tại phần tử nhỏ nhất, đúng không? Như vậy là suy ra được. Các tập gồm hai phần tử cây này này, nó sẽ có phần tử nhỏ nhất. Ok chưa? Đấy, phần tử nhỏ nhất. À, thế thì bây giờ nó có hai trường hợp thôi. Trường hợp một, à, x là phần tử nhỏ nhất. của gì đây của cái tập này à, thế theo định nghĩa phần tử nhỏ nhất là phần tử như thế nào nhỉ phần tử nhỏ nhất phải là phần tử mà r với mọi phần tử còn lại hay là mọi phần tử trong cái tập hợp đó à, như vậy suy được x phải là r I có đúng không định nghĩa phần tử nhỏ nhất là như vậy vậy nè đấy mà x r I như vậy chứng tỏ nó có quan hệ với y <laughs> rồi à, tiếp theo trường hợp 2 là y là phần tử nhỏ nhất của cái tập này đúng không à, thế thì suy ra được theo định nghĩa phần tử nhỏ nhất thì y nó lại là rx Đấy. do nó là tập sắp thứ tự tốt mà cho nên nó phải như thế này thôi à, như vậy dẫn đến là với mọi phần tử x y thuộc a thì đã chứng minh rằng là x sẽ r với y hoặc là y r với x cho nên ta kết luận à vậy a này cùng với các quan hệ thứ tự r này là sắp thứ tự toàn phần Được chưa? Đấy, chứng minh thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn dùng kỹ thuật trình bày theo đúng định nghĩa. Rồi, mọi tập sắp thứ tự tốt đều có phần tử bé nhất. Được chưa? Đấy, có nghĩa rằng là đây, ở đây mọi tập con, ta dùng định nghĩa này, nhắc lại định nghĩa này, một cái tập A, R là sắp thứ tự tốt. nếu như gì mọ tập con khác rỗng của nó của a nha điều gì các em điều có phần tử gì nhỏ nhất hay là bé nhất gì đó ha à, nhỏ nhất hay bé nhất thì cái khái niệm nó là một nha như vậy bây giờ cái trường hợp ta lấy cái tập a là là con của a luôn đó vâng? thì rõ ràng cái này nó khác rỗng như vậy theo định nghĩa này thì cái tập A này nó phải có phần tử nhỏ nhất và phần tử nhỏ nhất nó chính là quà luôn. Cho nên cái trường hợp B này nó chẳng qua là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Cho nên cái việc chứng minh này là hiển nhiên nha đấy. Rồi, như vậy là ta đã chứng minh xong cái bài số 8 nhé. cái việc trình bày ở đây là thầy sẽ uh, trình bày lại cái việc chứng minh ở trên cho nó bài bản lại, trình bày nó đẹp lại thôi chứ không có cái vấn đề gì ở trên thầy đã làm rồi nha. Rồi, đấy là những cái phần bài tập mà thầy muốn giới thiệu với các bạn xoay xung quanh à, các các bài toán liên quan về quan hệ thứ tự. À, quan hệ thứ tự. Tất nhiên về bài tập phần này thì nó cũng còn nhiều lắm, các bạn có thể xem ở trong các cái tài liệu tham khảo. À, còn tiết học đến đây thì ta có thể dừng lại vì nó khá là dài rồi. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số các bài tập làm thêm nha. Rồi ta về nhà ta tự làm ha. Rồi, đây. À, bài số 1. Bài số 1 là người ta nói rằng là cho tập hợp A có tồn tại hay không một quan hệ hai ngôi R ER trên A mà vừa là quan hệ tương đương vừa là quan hệ thứ tự? Có không? Đây, có không? Thì chắc chắn là có nha. Chắc chắn là có. Các bạn có thể chỉ ra rất là nhiều cái. Đúng không? Rất là nhiều cái. À, mà để suy ra nó là quan hệ à, tương đương vừa là quan hệ thứ tự luôn. Thực chất nó chính là quan hệ đồng nhất đó các em. Có nghĩa là là à, gì đây? Cho à, một cái tập hợp a đấy. thầy lấy một cái ví dụ để cho các bạn thấy là tập hợp a nó có ba phần tử a b c rồi thầy lấy cái quan hệ r như sau đó là quan hệ a a b b c c chắc là có chứ đúng không đây là một quan hệ à, hai ngôi trung a à, vì quan hệ hai ngôi chẳng qua là một cái tập con của tích đề cạc không đấy thầy lấy một cái tập con ra này rồi bây giờ các bạn kiểm tra cho thầy cái đây có phải là cái quan hệ tương đương không rồi kiểm tra coi thử cái này nó có phải là cái quan hệ thứ tự không? Đấy, chắc là có, đúng không? Nó vừa đấu xứng, vừa phản xứng luôn nè. Đấy chứ. Đấy. Chắc chắn là có. À, cái này nó sẽ là thỏa mãn. Rồi, câu số 2. Cho hai cái tập hợp được sắp thứ tự. Đây, A với cái quan hệ thứ tự là nhỏ Nga. B, quan hệ thứ tự nhỏ B. Ta định nghĩa một quan hệ hay ngôi nhỏ hơn trên cái tập tích đề cả. Thay cái quan điểm này. Đó. Đây, À, a1b1 nhỏ hơn a2b2 khi vị khi a1 à, nhỏ hơn theo cái à, quan điểm của tập hợp a đó trên cái tập hợp a đó với a2 rồi b nhỏ hơn b à, theo b2 được chưa? Chứng minh rằng cái quan hệ thứ tự mình định nghĩa như này là một quan hệ thứ tự trên cái tập hợp a nhân b. Được chưa? Nghĩa là phải kiểm tra ba tính chất: phản xạ, đối xứng, quan à, phản xứng và ba câu nha. Rồi. Câu số 3, cho a là một tập hợp và b cùng với cái quan hệ à, bán bằng này, này là một tập hợp được sắp thứ tự chúng ta gọi b mũ a là tập hợp tất cả các ánh xạ từ a vào b nhé thì một các quan hệ hai ngôi trên cái tập hợp b mũ a này được định nghĩa như sau với mùa f và r là những cái ánh xạ đi từ a vào b cái f được gọi là nhỏ hơn r khi khi là fx là bé hơn hoặc bằng theo quan điểm của cái quan hệ thứ tự b trên b đây này à, đối với cái hàm à, cái xạ x với mỗi thuộc a à, bây giờ người ta yêu cầu chứng minh rằng là cái tập ba đó cùng với các quan hệ thứ tự được định nghĩa như này là một tập sắp thứ tự Đấy chưa? rồi câu số 4 cho một ví dụ về cái tập sắp thứ tự tốt nhưng mà nó thỏa mãn điều kiện này không có phần tử lớn nhất chắc chắn là nó có phần tử bé nhất nhưng mà nó không có phần tử lớn nhất nhé các bạn chỉ ra rất là nhiều nha các em b là có phần tử lớn nhất. Đây. Các bạn nhìn vô trong hai cái đáp số à, thầy đã trình bày ở trong cái bài số 4. Tiếp tục là bài số 5. Giả sử A cùng với cái dấu nhỏ hơn bằng mà công công như thế này đúng không? Là một tập hợp sắp thứ tự tốt và không có phần tử tối đại. Được chưa? Nhớ là không có phần tử tối đại nha. Bây giờ người ta à đúng không? chứng minh rằng mỗi phần tử x thuộc A đó, thì luôn tồn tại phần tử trội trực tiếp duy nhất. Nhớ là nó không có phần tử tối đại nha các em. Được rồi Câu B. Xác ánh xạ x đi từ A vào A. Được xác định bởi x, x, x bằng y là phần tử trụ trực tiếp của x vì đã chứng minh đi câu A này rồi. Hãy chứng minh rằng x là một đơn ánh và hãy cho biết x có phải là toàn ánh hay không. À, đây là một cái bài tập cũng khá là thú vị. Nó là một bài toán lý thuyết ha. Chứ không phải là bài toán thực hành tính toán gì cả. Nhưng mà các bạn phải vận dụng cho được lý thuyết của chúng ta à, để giải quyết. Được chưa nào? Rồi, đấy là những cái bài tập làm thêm. À, giới thiệu để các bạn về nhà các bạn à, rèn luyện thêm các kỹ năng liên quan về cái à, quan hệ thứ tự. Thế thì tiết học đến đây là hết và xin chào, hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.